Vậy hôm nay chúng ta sẽ học về list view ha. Đây, hôm nay chúng ta sẽ học về list view. Tương tác dưới intent nào. Và cái này hôm nay mình sẽ nói về cái list view, đúng không? Ok, nói về cái list view. Này nó chạy rồi đấy. Thì cái list view là cái danh sách, đúng không ạ? Cái danh sách. Thì danh sách của cái này thì nó hiển thị, tức là nó hiển thị không phải một item mà nó hiển thị nhiều. Thì list view hiện tại các bạn có cái hai loại list view. Muốn các bạn muốn đổ dữ liệu list view thì các bạn sẽ có các cái adapter, tức là bộ nạp dữ liệu, đúng không ạ? Đấy. Muốn đổ dữ liệu thì các bạn phải có cái adapter đổ dữ liệu lên list view. List view thì các bạn phải có một cái adapter. Thì phải dùng adapter. Adapter thì các bạn có các loại adapter. Là cái thứ nhất là cái base adapter. Đúng không ạ? Ví dụ cái base adapter. Hoặc là cái array adapter là kế thừa base adapter, array adapter. Adapter. Được chưa? Đấy. Cái base adapter và cái array hoặc array. Thì các bạn có array, cái này là của cái API của Android nè. Thì array adapter á, thì nó cho phép các bạn đổ dữ liệu đơn thôi, dữ liệu dạng đơn thôi, đúng không ạ? Đấy. Và nó có cái simple adapter nữa nha các bạn, nó nhiều adapter lắm. Đấy, có cả simple adapter nữa. Nhưng mà cái này không có dùng ở trong cái phần này. Cái này sang cái môn giao diện Android các bạn sẽ được học cái này. Tại vì viết code nó hơi phức tạp hơn một chút, tại vì nó phải dùng cái hash map. Đó, phải dùng cái hash map, nó hơi phức tạp một chút cho nên cái này không nói, mà để cái môn sau có học các bạn thì cô sẽ không nói cái này. Mà nói đến cái array adapter. Array adapter thì ở đây các bạn phải có xác định kiểu để đổ dữ liệu ha. Có thể là object, có thể là string, string cũng là object nha các bạn. String. Có thể kiểu integer vân vân. Tuy nhiên là nếu như để kiểu object mà phức tạp, tức là object mà kiểu nhiều cái property á, thì các bạn đổ vào nó không có đúng, không có ra đúng cái dữ liệu của mình mong muốn, không ra đúng cái giao diện mình mong muốn. Thì nó sinh ra một cái loại adapter gọi là custom adapter. Custom adapter. Cô viết cách đây nha, tại vì nó không phải là một tên cụ thể. Tức là adapter do các bạn tự viết. Tự viết. Do người dùng tự viết. Đúng không? Người dùng tự viết. Thì ta gọi là custom adapter hoặc là user defined adapter. Chưa ạ? Đấy. Thì bây giờ cô sẽ để demo các bạn xem cái array adapter trước để các bạn hiểu đổ lên list view như thế nào, và sau đấy thì custom adapter sẽ đổ lên như thế nào. Thì cô sẽ làm từng bước một nhé. Đấy các bạn, để hiểu thế nào là đổ dữ liệu lên list view. Được chưa? Với list view thường thì nó sẽ đi kèm với adapter. Ok. Này. Rồi, cái này lên rồi nhá. Bây giờ các bạn nhìn nào. Cô sẽ làm cái loại sách này. Trong cái loại sách này cô viết code ở trong này đi ha. Vậy thì trong cái layout này, cô tạm thời cô để linear layout nhá. Đấy, cái này cô để linear layout. Cô xử lý code, còn giao diện thì các bạn xử lý sau. Linear layout. Ok. Và ở đây các bạn thêm cho cô cái orientation bằng vertical. Ok. Và các bạn thả một cái list view vào đây. Thả vì một cái list view thì các bạn có thể search cái list view ra đây. Đấy, các bạn nắm, các bạn thả xuống. Đấy, nắm thả xuống. Thả cái list view đây. Rồi, thấy chưa? Cái này không phải là dữ liệu đâu. Cái này là cái hình ảnh vậy thôi, chứ có dữ liệu nhá. Chạy lên là không có gì. Đúng không ạ? Đấy, thả một cái list view vào đây. Và các bạn đương nhiên là các bạn phải đặt tên cho nó rồi. Đúng không ạ? Phải đặt tên cho nó rồi. Đặt cái ID cho nó. Được chưa? Cô vào code, cô đặt luôn. ID. Cái này là list. List view. Loại sách.
đúng không? Loài sách. Ok, vậy thôi. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó làm clip view như này. Bây giờ mình có nhiệm vụ mình phải đổ dữ liệu lên đây. Rồi, bây giờ ta qua cái code nha. Java nè. Thì ta tương tác với, vẫn là câu nói cũ nhá. Ta tương tác với clip view thì đương nhiên ta phải tham chiếu từ anh này. Cho nên phải khai báo clip view để nó móc với anh này thôi. Được chưa? Đương nhiên cái này các bạn khai báo cái này là clip view. Clip view. Đúng không ạ? Clip view. Và các bạn tham chiếu tới clip view bằng file view by id r.id.clipview loại sách. Ok. Đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn phải tạo cái adapter nha các bạn. Bây giờ tôi giả sử như cô tạo một cái chuỗi string, cô làm cái string đi ha. Cô làm cái string. Đấy, array adapter, dùng cái adapter này để đổ dữ liệu lên. À, nó là cái bộ nạp dữ liệu nhá. Đấy, nó sẽ là cái cầu nối. Nó là cầu nối giữa cái list view, cái danh sách dữ liệu và cái list view. Đấy, cái adapter nó là một cái cầu nối nhá. Vậy đầu tiên cô phải có cái danh sách dữ liệu đã. The string. Đúng không ạ? Đó, cái này là list hoặc là dữ liệu, danh sách hoặc là data. Đó, gắn bằng. Đó. Mạng. Đúng không? Cái này là cam quýt mít dừa vân vân. Đó, tôi có 4 cái đúng không? Đấy, tôi có dữ liệu nè. Thì cái adapter nó là cầu nối giữa cái dữ liệu và cái list view. Ok. Nó là cầu nối giữa cái dữ liệu và cái list view. Vậy tôi tạo adapter. Thông thường cái biến tôi sẽ đẩy sang biến toàn cục để sau này tôi cần dùng. Thường thường tôi sẽ tạo một cái array adapter đấy. À, cái này tôi để là string. Đó, adapter. Đó. Các bạn có thể gán bằng null cũng được nhá. Khởi tạo nó null. Thực ra nhiều lúc các bạn không khởi tạo á, một số trường hợp dùng nó bị lỗi đó. Thì ở đây các bạn gán adapter bằng new array adapter. À, các bạn bây đâu đổ dữ liệu lên adapter. Cho đối số vào nè. Thì adapter hiện tại nó có 3 đối số. Đối số thứ nhất, cái constructor của nó nè, đối số thứ nhất thì nó sẽ là à cái context, đó là loài sách activity chấm dict. Đối số thứ nhất sẽ là context. À, đối số thứ hai sẽ là giao diện nè, layout resource nè, cái giao diện nè. Thì giao diện của nó các bạn để là r chấm android chấm r chấm layout chấm. Đây, các kiểu nó hiển thị nhá. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nè. Cái trên cùng là cái simplest item nè, là cái đơn giản nhất, mình sẽ dùng cái này. Ngoài ra nếu các bạn mà sau này mà dùng đến spinner, cái mà drop down menu á, cái mà nhấn cái combo box á, giống cái combo box á, đúng không? Bạn nào học học Java 2 các bạn sẽ thấy có cái combo box đúng không? Click xuống á, click chuột nó đẩy xuống á. Thì các bạn dùng cái spinner nè. Simple spinner item nè. Ở thì ở đây người ta không gọi là combo box mà người ta gọi là spinner. Spinner. Nó khác nhá. Thì mình sẽ dùng cái này. Được chưa? Đối số thứ ba là cái data các bạn. Đó. Thì adapter nó đơn giản vậy các bạn ha. Rồi, các bạn bây giờ mới đổ adapter. Ta đổ cái adapter. Rồi bạn nào tắt cho cô cái mic nha. Rồi. Và ta để list view chấm set adapter. Đưa cái adapter vào là xong. Đó. Có mấy dòng các bạn nhá. Thực ra các bạn nhìn nào, nó có mấy dòng thôi. Nhìn nhá. Thứ nhất là các bạn phải có một cái list view, có một cái dữ liệu và tạo adapter. Thì adapter là gì? Adapter là cầu nối giữa list view và dữ liệu để nó giúp các bạn đổ được cái dữ liệu này lên list view. Đó. Adapter các bạn đang dùng là loại array adapter. Đúng không ạ? Ok. Array adapter thì cha của nó là base adapter. Ok. Rồi chạy thử nhá. Run.
chạy lại, đúng không? Đấy, các bạn chờ xíu. Ok. Rồi. Terminal process app nè. Don't ask again nè. Rồi chuyển một sang nè. Đúng không? Cái này là ồ bữa trước cô nó táo này chưa nhỉ? Chưa click chuột à? Trời ơi. Cứ tưởng làm rồi chứ. Vào main ở đây cô tạo cái hoặc là dễ nhất là các bạn đổi cái này đi manifest nè, test nhanh nhá, các bạn muốn chạy cái mình test cái nào mình đổi cái đấy đi ha. Chạy loại sách đầu tiên mình đưa cái intent main này đưa vào đấy đó, run lại nó sẽ tải ông loại sách đầu tiên, không chạy qua cái login nữa đấy. Tức là bữa trước cô tưởng là tạo cái đường link rồi, cô tưởng là click tạo click chuột rồi mà chưa tạo ha. Đó, bây giờ mình cho chạy cái anh lead view đầu tiên, chạy cái loại sách đầu tiên ha. Thế đó, rồi các bạn thấy đã hiển thị cam quýt mít dừa đây rồi nè, đúng chưa? Thì cái này là cái adapter đơn giản nhất, adapter mà nó sẽ nhận cái đầu vào nó là một cái mảng, và mảng này dữ liệu của nó là dữ liệu đơn. Bây giờ giả sử những cái loại sách của mình đây như thế này, các bạn nhìn nhé, loại sách của các bạn nè, bây giờ nó chỉ, không phải là chỉ có mã loài học tên loài, mà của tụi cô là nó gồm cả mã và cả tên, thì làm sao, đúng không? Đấy, ok. Đấy, các bạn sẽ thấy là hiển thị cái này bây giờ nó không đơn giản nữa. Bây giờ cô không muốn hiển thị một cái chuỗi đơn thuần, mà cô muốn hiển thị cả loài sách, là gồm mã sách và tên sách luôn, đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ để làm cái này thì ta sẽ làm như sau. Đấy nhá, các bạn nhìn nào. Thì bước 1 custom nè, thì bước 1 là các bạn phải tạo một cái model, đúng không? Một cái object là loài sách, cái này thì đương nhiên rồi, đúng không? Mình cần hiển thị nó mà. Bước 2 là tạo một cái list view, đúng không? Bước 3 là các bạn phải tạo cái custom adapter. Tức là mình adapter bình thường này không giải quyết được vấn đề, mà các bạn phải tạo một custom adapter. Thì custom adapter này là phải kế thừa cái base adapter hoặc là array adapter. Thì cô dùng base adapter. Đó. Và các bạn nhìn nhá, cách viết nào. Bây giờ dữ liệu thì dễ rồi nhá, dữ liệu nhá. Thì dữ liệu thay vì cái chuỗi string đơn giản này, cái mảng này, thì các bạn có thể tạo một cái array list, hoặc mảng cũng được, nhưng mà cô tạo một array list cho bạn nhìn cho dễ nhá. Vậy tôi dữ liệu bây giờ tôi không dùng cái data bình thường này nữa, mà tôi dùng cái array list. Array list nhá. Đó, tôi đưa vào cái object của tôi là sẽ là loài sách, đúng không? Data bằng new array list. Chưa? Đấy, dữ liệu cô bây giờ như thế này. Đương nhiên cái này của cô bây giờ sẽ phải comment lại ha. Chưa? Đó. Bây giờ data bình thường nó không hiển thị nữa đâu. Data nó không hiển thị, nó không làm được cái việc đó. Rồi, adapter thì cô sẽ không dùng cái array adapter, mà cô sẽ tạo adapter khác. Rồi, bây giờ bước 1 này là cô nạp dữ liệu cho cái anh array list này đã. Đúng không ạ? Tại vì cái này là mới cái dữ liệu rỗng thôi, chứ có gì. Đúng không? Data này đang còn rỗng, nó chưa có dữ liệu đâu. Bây giờ cô phải nạp dữ liệu cho anh này đã. Tức là bây giờ cô data này phải có dữ liệu đã. Thì để add dữ liệu cho nó thì các bạn để là gì đấy ạ? Có thể tách ra một cái hàm riêng cũng được. Private void add data. Chưa? Ok. Rồi, các bạn có là data chấm add new sách, loài sách. Chưa?
Đổi số truyền vào là mã sách. Mã sách là bên này cô đang để string đúng không? Mã sách cô đang để string là ví dụ như là văn hóa xã hội đúng không? Cái này là để sách là văn hóa xã hội đúng không? Ok, cái này là cô tạo nó khoảng 2-3 dòng dữ liệu gì đó. Thì cái này là kỹ thuật đó. Kể đi, làm đại cho vui, họ có nguyên tắc mình cứ làm. Ví dụ như rồi công nghệ thông tin đúng không? Kể làm đó. Ok đó, giả sử như vậy, tức là add dữ liệu rồi thì mình có cái hàm tách ra thôi, chứ mình phải gọi nó đây mới được các bạn nhé. Gọi cái hàm dữ liệu nè, được không? À, thêm dữ liệu, hàm thêm dữ liệu nè. Ok đó, cái tách ra thôi, cái tách ra thôi, được chưa? Rồi cô gọi vào đây. Rồi vậy ta có list view rồi, có dữ liệu rồi, bây giờ chỉ có adapter thôi, đồng ý chưa? Vậy các bạn nhìn nè, adapter hiện tại là ta chưa làm. Bây giờ cô sẽ tạo một cái model, tạo một package là adapter đi ha. New một cái Java package, cô để là adapter. Ok, trong này cô sẽ tạo một cái custom adapter, cô đặt tên là loại sách adapter Java class nha. Loại sách adapter, các bạn để ý cái quy ước đặt tên của cô nhé. Cái class là chữ đầu, bao giờ cô cũng đặt là chữ thường ha, à chữ hoa nha. Đó, và các bạn để ý nè, những cái gì liên quan đến loại sách thì cô sẽ để cái loại sách đầu nè. Các bạn nhìn là các bạn nhận ra ngay, model là loại sách thì adapter sẽ là loại sách adapter, và activity đang 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 thể hiện cái view của nó là loại sách activity. Thì nhìn vào đây các bạn phân biệt được ngay, các bạn đặt tên làm sao mang tính mô tả và dễ nhớ ha, nhìn là phân biệt được. Đó là nhìn vào đấy là tôi biết, à cái nào là liên quan đến loại sách đó, cái nào login đúng không, nhìn là ra liền đó. Cái quy ước đặt tên này, cái cách mà các bạn đặt tên á, để làm sao các bạn đỡ phải mất công các bạn tìm, khi các bạn có rất là nhiều cái activity và nhiều cái adapter này, các bạn sẽ kiếm không ra. Ồ mình đang làm cái đấy là cái file nào ta, bắt đầu ngồi kiếm đúng không? Đấy thì mình sẽ không mất công kiếm như vậy. Đấy, bây giờ anh này thì cô sẽ, các bạn nhìn nhá, anh này cô sẽ kế thừa cái base adapter đó, base adapter đó, nhìn nè. À, cái này chầm chầm nè, các bạn thấy nó báo lỗi, báo lỗi nó có, tức là nó sẽ base adapter nó là một cái constructor, đó là một cái gọi là abstract class, cho nên nó sẽ có những cái phương thức nó bắt buộc các bạn phải override. Cho các bạn control E nè, E là implement nè, các bạn nhấn control E nhá. Đây các bạn đưa trỏ vào cái lỗi này thôi, các bạn nhấn control E nè, đó nó sẽ có nè 1, 2, 3, 4 cái hàm bắt buộc các bạn phải override, các bạn chọn hết, bắt buộc phải chọn hết. Hết lỗi chưa? Hết lỗi đúng không? Rồi cái hàm get count là hàm gì? Hàm get count là hàm trả về. À cái này là adapter. Adapter thì các bạn để ý nè, ta quay lại cái bài không khi nãy nhá, các bạn quay lại nè, loại sách activity nè, các bạn nhìn cái adapter này nè. Adapter đổi số thứ nhất của nó sẽ là cái constructor nè, thì đổi số thứ nhất của nó sẽ là cái con cái context, đổi số thứ hai của nó là cái layout để nó hiển thị, và đổi số thứ ba các bạn nhìn nè, đó là dữ liệu. Thì các bạn để ý nhá, cái chỗ mà get count này này thì nó trả về số lượng các phần tử ở trong cái file data này, trong cái danh sách data này. Ví dụ như data này 3 phần tử nó trả về số 3, cái này 4 phần tử nó trả về số 4. Đó. Rồi. Get item nó trả về từng phần tử một. Ví dụ nếu item mà cái nó trả về theo cái gì ạ? Theo cái position. Nếu position mà không, nó trả về cái vị trí đầu tiên. Thì giống như bên này nó sẽ trả về cái cam. Position mà bằng 1 thì nó trả về quit. Tương tự như vậy thì nó trả về từng phần tử một.
Đây là một phần tử, đây hai phần tử, đây ba phần tử. Item của nó, đúng không? Get item ID. Riêng anh này thì khác, anh này là ID này, tôi không biết ID là của anh là cái gì. Cho nên cái hàm này các bạn không can thiệp. Riêng cái hàm này các bạn không can thiệp. Hàm này để đấy, không viết một cái gì vào cái hàm này. Bởi vì nếu tôi để cái object là loài sách thì tôi đâu biết ID là loài gì. Các bạn đổi là lỗi ngay. Thành ra chỗ này các bạn không có đổi, chỗ này các bạn để nguyên. À. Và cái hay nhất là hàm get view. Cái hàm get view này là một cái hàm cực kỳ bá đạo luôn. Phải có hàm này. Nếu như không viết được cái hàm này không viết ra được là nó không đổ dữ liệu được. Và cái cốt lõi nó nằm ở hàm này. Được chưa? Để tí nữa tôi sẽ viết lại cái hàm này các bạn coi nhé. Rồi. Tiếp tục nào. Nếu như mà để thế này á thì các bạn nhìn thấy cô nhìn nhá. Vậy thì khi tôi tạo một loại sách adapter thì tôi truyền cái dữ liệu data vào bằng cách nào? Thì ta học theo người ta thôi, các bạn nhìn nhá. Ở đây các bạn để ý thấy cái array adapter. Thấy có constructor của nó không các bạn? Thấy constructor chưa? Thấy constructor chưa? Đấy, tôi để cái này khỏi lỗi nha. Data 1 đi khỏi lỗi. Đó, nó để cái lỗi nó kia nhìn nào. Các bạn nhìn nhá, với cái array adapter là mình học hỏi nó đó các bạn nào. Array adapter này cũng kế thừa cái base adapter nhá. Thì cái loại sách adapter của mình cũng kế thừa base adapter. Thì các bạn nhìn nhé. Đương nhiên ở đây các bạn nhìn thấy là đối số của nó đầu tiên sẽ là context. Thì ở đâu đó mình cũng phải dùng cái context. Rồi, đối số thứ hai là layout. Mà hiện tại là mình sẽ phải hiển thị một cái layout khác. Các bạn để ý là mình sẽ không hiển thị cái layout đơn giản như này nữa. Mà mình sẽ hiển thị một cái layout như thế này các bạn ạ. À. Đây. Mình sẽ hiển thị một cái layout như thế này nè. Đó. Đây là một dòng nè. Đây là hai dòng nè. Đấy, mỗi cái này là một dòng nè các bạn. Một dòng nè, hai dòng nè, ba dòng, bốn dòng đúng không? À thì anh này cũng một dòng, hai dòng, ba dòng, bốn dòng. Đó, ba dòng đi. Và mỗi dòng của nó gồm cái gì các bạn? Gồm là mã sách và tên sách. Đúng không? Đó. Bây giờ mình không hiển thị mỗi dòng, mình không hiển thị một một cái dữ liệu nữa, mà mình hiển thị là hai cái thành phần dữ liệu nè. Gồm mã và tên, ở dưới này cũng mã và tên. À, ở dưới này cũng mã và tên. Và tên sách. Đó. Cụ thể hơn. Đây. Cụ thể hơn là các bạn gì ạ? À? Cụ thể hơn là các bạn sẽ hiển thị cái gì ạ? À? Hiển thị cái văn hóa xã hội nè. Đúng không? Đấy. Cụ thể hơn là các bạn hiển thị cái văn hóa xã hội và cái này hiển thị chữ văn hóa xã hội. Đây vì kiểu như vậy. Các bạn sẽ hiển thị từng item vào đây. Đúng không? Ở dưới này các bạn hiển thị cái gì ạ? Cái này là công nghệ, cái này là gì? Kỹ thuật nhá. Đúng không? Cái này là kỹ thuật. Và ở đây các bạn hiển thị là công nghệ thông tin, cái này là công nghệ thông tin, ví dụ vậy đó, khác nhau rồi nhá. Trước đây thì mình chỉ có cái này thôi đúng không, đó mình chỉ có cái này thôi, nó đơn giản lắm. Hiển thị cái này là array adapter, hiển thị rất đơn giản, nhưng ở đây bây giờ mình hiển thị phức tạp rồi, hiển thị phức tạp rồi. À nhưng mà cái này cũng phải là dữ liệu đầu vào không, dữ liệu đầu vào nhá. Vậy ở đây là các bạn học hỏi được cái gì nè, các bạn quay lại nè. Vậy thì chỗ này mình không cần. Tại vì là cái layout của mình khác rồi. Mình không dùng lại layout cũ của người ta. Đấy. Nhưng mà cái dữ liệu là phải có. Dữ liệu là phải có. Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì các bạn để ý nhá. Vậy thì khi mình tạo một cái con chắc một một cái class mới thì cái constructor mới đây nè. Mình sẽ học hỏi constructor của cái class cũ. Vậy tôi sẽ tạo một cái constructor để tôi nhận dữ liệu nhá. Tôi nhận cái đối số đầu vào nè. Tôi sẽ lấy một đối số này và hai đối số này. Các bạn để ý nhá. Constructor nè. Tôi sẽ để được cái constructor là tôi để cái public loại sách adapter. Có hai đối số. Đối số thứ nhất là context. Tôi truyền vào một cái context. Đối số thứ hai là dữ liệu. Dữ liệu. Mà dữ liệu của cô đang dữ liệu kiểu gì? Array list loại sách thấy không?
Đó. Dữ liệu tôi muốn truyền vào adapter là dữ liệu này nè, chứ không phải là dữ liệu là string, mà dữ liệu là relic. Vậy tôi sẽ truyền vào là relic. Đấy. Danh sách data đi. Ok. Được chưa? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó. Rồi quay lại nhá. Vậy thì tôi muốn dùng lại cái adapter này. Đơn giản thôi. Tôi tạo một cái loại sách adapter. Cái này tôi đã cô để đây để cô so sánh nhá. Các bạn có cái sự so sánh nào. Cái adapter này nè. Đây. Cô để ngoài đi để so sánh nhá. Rồi bây giờ cô sẽ tạo một cái loại sách adapter, cái này cô mới tạo nè. Đây. Loại sách adapter. Đó, adapter. Ví dụ adapter, cái này cô đổi thành adapter 1 đi ha. Đấy. Ok. Đó. Bằng null. Đó, đầu tiên tôi cũng khởi tạo null. Nhưng ở đây các bạn để ý nè. Cái adapter của cô nè. Adapter sẽ gắn bằng new loại sách adapter. Đối số truyền vào của tôi là context đúng không? Có phải là loại sách adapter, loại sách activity chấm div và đưa cái dữ liệu vào, data vào. Chính xác chưa? Các bạn thấy nó không hề có một miếng lỗi nào nha. Thấy chưa? Chuẩn chưa? Vậy có nghĩa là gì này các bạn nhìn này, chỗ này hơi khó hiểu nhé. Nếu cho các bạn dùng thì nó dễ lắm. Có sao dùng vậy, nhưng bây giờ tôi phải tạo ra để dùng. Và tạo ra dùng thì tôi phải suy nghĩ tôi tạo sao cho hợp lý chứ đúng không? Các bạn để ý nè. Cái constructor này nè. Là một cái hàm dừng đúng không? Cái hàm dừng này các bạn lưu ý cho cô nhé. Cái hàm dừng này nè. Là hàm dùng để khởi tạo đối tượng. Ở đây tôi dùng để khởi tạo đối tượng nè. Khởi tạo đối tượng nó có toán từ new nè. Hàm dừng này ta là còn gọi là constructor, nó có những hàm dừng có đối số và hàm dừng không có đối số. Đúng không? Cái hàm dừng này là hàm dừng không có đối số đúng không? Hàm dừng này là hàm dừng có đối số đúng chưa? Ở đây cô đang xây dựng hai cái hàm dừng này. Đó. Thì hàm dừng không có đối số cũng tạo được 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 cái object. Tóm lại là nhiệm vụ của hàm dừng là tạo để khởi tạo object thôi. Đúng không? Khởi tạo đối tượng thôi. Đối tượng này. Tôi đang dùng ở đây. Đó. À. Nhưng mà mục đích tại sao lại tôi tạo ra cái constructor này? Tại sao tôi chả tạo ra constructor có hai đối số? Là mục đích của cô là gì? Lưu ý nhá. Cái này là một cái định nghĩa này các bạn. Cái này tôi gọi là định nghĩa nha. Định nghĩa hàm. Định nghĩa là hàm dừng đúng không? Nhìn nha. Còn cái này là tôi đang sử dụng nó nè. Đang gọi nó nè. Lời gọi constructor nè. Đúng không? Gọi constructor nè. Constructor nè. Hàm dừng nè. Để tạo object nè. Object của cô là object adapter đó. Được chưa? Ok. Câu lệnh này tôi tách đôi ra nè. Có phải là nếu như viết đúng thực chất là nó sẽ viết như này đúng không? Các bạn quen nhìn cái kiểu viết như này đúng không? Quen nhìn kiểu viết như này. Nhưng mà tôi muốn cái biến này nằm ngoài cái hàm. On create là một cái hàm. Thì tôi tách nó ra thôi. Chứ thực ra nó bản chất nó là một câu lệnh nè. Tôi tách đôi nó ra thôi. Đó. Khi viết ở ngoài này nó sẽ gọi là biến của class. Viết ở trong này nó biến là cục bồ của hàm nè. Được chưa? Tôi để nó muốn nó biến là class để các bạn dùng được nhiều hàm. Đấy. Nếu viết ở ngoài thì biến này các hàm đều nhìn thấy. Nhưng viết ở trong này thì chỉ có hàm này nhìn thấy thôi. Khai báo á. Hiểu không? Cho nên cô thường có những biến cô muốn dùng chung thì cô sẽ khai báo ngoài cùng. Được chưa? Rồi. Thì câu lệnh này có phải là câu lệnh để tạo object không? Tôi đang sử dụng nè, gọi cái constructor này. Và tôi gọi constructor này có mục đích các bạn. Đầu tiên là tôi truyền vào đối số là context và truyền vào đối số dữ liệu. Thì tôi phải cái bộ này là bộ gì? Cầu nối dữ liệu mà. Cái này là cầu nối mà. Thì tôi phải truyền dữ liệu vào chứ. Cầu nối mà không có dữ liệu thì tôi cần nối làm gì?
có mục đích. Và mục đích này là tại sao tôi làm được việc này? Đơn giản là tôi học hỏi thôi. Tôi học hỏi thôi. Tôi học hỏi anh này này. Anh này cũng phải truyền vào thôi. Tôi học hỏi anh này này. Đơn giản vậy thôi. Và tôi học hỏi cách viết của anh này thôi. Rồi. Ok. Các bạn hiểu hiểu chỗ này chưa? Đấy, tạo con chắc tơ là có mục đích nha. Tôi gọi đối số để tôi sử dụng. Bây giờ sử dụng ở đâu nè, nhìn nè. Ở đây cái lời định nghĩa này nè, thì ở đây tao gọi là cái đối số này nè, tao gọi là tham số. Còn ở đây tao gọi là đối số thực. Nghĩa là cái context để xác định là chính là loại sách activity.dit rồi. Còn dữ liệu là có rồi. Còn cái này là chỉ là cái mà tôi định nghĩa ra thôi. Được không? Ok. Vậy thì tôi đang dùng cái này. Cái constructor này trên cắt constructor này tôi tạm thời không cần dùng, tôi xóa đi. Không cần dùng thì bỏ, được chưa? Các bạn khai báo nó không lỗi nhưng mà nó bị dư thừa cho nên tôi bỏ. Được chưa? Tôi không cần dùng tới. Rồi. Tiếp nha. Cái này các bạn chỉ khó nghe kỹ cô, tại vì nó khó hiểu thiệt. Rồi. Bây giờ tôi nhận nó rồi thì tôi làm gì đấy? Coi như cái này đã có, tại vì khi gọi là tôi sẽ truyền vào. Tôi có hai anh này rồi. Có hai anh này rồi thì tôi làm được cái gì đấy các bạn? À, tôi sẽ tạo hai cái biến để tôi nhận hai anh này. Biến class này, tôi tạo ra hai cái biến để tôi nhận hai anh này. Biến thứ nhất là context. Context. Biến thứ hai là copy luôn. Đây. Hai biến này khác nhau nha. Cái biến này là biến class. Còn biến này là biến cục bộ nè, đối số truyền vào nè. Hai cái này khác nhau. Đặt chung tên nhưng nó khác nhau cho nên nó không bị lỗi. Và đít chấm gì á? Context bằng context. Đặt tên khác cũng được nhá. Rồi đít chấm data bằng data. Cái này là tên trong bản định nghĩa thôi. Các bạn đặt cái gì cũng được. Được chưa? Ok. Tôi đặt nhìn giống nhau để khỏi các bạn nhìn nữa, nó nhiều biến quá các bạn khó hiểu. Rồi. Vậy đến thời điểm này nhé. Các bạn đã coi là đã có context và đã có data rồi. Cái data của tôi nè. Tôi hoàn toàn tôi dùng được cái biến này, hai biến này. Tại vì tôi đã được truyền vào đây rồi. Còn truyền khi nào? Truyền ở đây. Khi gọi nó. Rồi. Đưa ta, các bạn nhìn nhá. Vậy bây giờ tôi sẽ làm công việc thứ nhất là tôi sửa 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 lại get count. Get count có phải là trả về cái số phần tử của cái array list không? Thì các bạn có là data chấm size đúng không? Nếu các bạn để là mảng thì nó là data chấm len, còn nếu là list danh sách collection các bạn để data chấm size. Còn get item có phải là data chấm get đối số truyền vào có phải là position không, vị trí của nó không? Hai hàm này xong đúng không? Còn cái hàm này bỏ không có làm chưa. Ok, và bây giờ quan trọng là hàm get view. Về hàm get view trong cái adapter cầu nối nó là cái gì ha? Rồi các bạn nhìn nhá, bạn nhìn này, cái hàm get view này hay lắm. Đây. Thì muốn mà tạo ra được một cái giao diện này các bạn nào. Giao diện này bản thân trong adapter là không có, trong list view không có luôn. Thì cái này các bạn phải tự tạo ra cái giao diện này. Cái này tôi gọi là một cái cell. Cái giao diện cái này tôi gọi là cái cell. Mỗi cái phần tử này tôi gọi là một cái cell. Đó, one cell. Cái này các bạn làm một cái layout. Tự tạo. Các bạn phải tạo cái layout này. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn có một cái danh sách này, một cái adapter nè. Trong cái adapter này nè, các bạn nạp cái danh sách vào. Đúng không? Cái câu nối. Vậy ở đây đúng ra tôi sẽ có một cái danh sách như thế này. Cái này tôi gọi là list view. Cái này tôi gọi là không không. Cái này là list view. Cái này tôi gọi là list view nè. List view. Còn cái này tôi gọi là array list nè. Array list nè. Đó. Còn ở đây tôi có một cái adapter ở đây. Không phải. Cái adapter ở đây. Cái này gọi là cái adapter. Đúng không? Adapter. Đấy. Thì cái adapter này nó cho phép các bạn là giả sử những cái list view này các bạn có nhiều cái list, nhiều cái item đúng không? Một item, hai item, ba item, bốn, năm tùy.
Đúng ạ, đấy là một cái relic. Bây giờ vai trò các bạn là các bạn phải đổ cái danh sách này lên đây. Đúng không? Phải đổ cái danh sách này lên đây. Ok chưa? Đổ vào đây. Thì khi đổ vào cái list view này á thì nó không đổ trực tiếp được mà nó phải thông qua cái adapter. Rồi từ adapter này nó mới đổ lên. Đồng ý chưa? Tức là các bạn phải đưa cái data vào cái adapter, adapter này đổ lên. À. Thì cái adapter này nó nhận một cái danh sách, nhưng mỗi lần đổ nó đổ từng cái một các bạn nhá. Và đổ từng cái nó dựa vào cái get view. Cái hàm get view đây. Cái hàm get view. Cái method get view này này. Get view này mỗi nó trả về một cái view. À, mỗi trả về con view, cái view là cái này này các bạn à. Vậy mỗi lần nó không đổ đổ hết đâu, nó đổ từng cái một, nó đổ từng cái một. Vậy là nó sẽ đổ như thế nào các bạn? À, nó sẽ lấy một cái dòng này. Đúng không? Một cái item nó nộp và nạp vào get view. Các bạn tạo ra một cái view, get view. Và get view cái view này nè. Chính là cái cell layout này nè, nó nạp vào đây. Đúng không? Nó sẽ đổ dữ liệu vào cái layout đấy. Đổ dữ liệu vào cái layout. Cái layout các bạn đổ á, xong con nó nạp lên đây. Rồi nó lại for, nó dùng vòng lặp mà. Nó lại next tiếp. Nó lặp, nó next tiếp, nó lại đổ vào get view. Phần tử thứ hai nó lại đổ vào get view. Từ get view này nó phải cũng nạp vào giao diện, xong nó đổ vào phần tử tiếp theo thứ hai. Rồi đến phần tử thứ ba, nó lặp tiếp đến phần tử thứ ba, nó lại đổ vào get view. À, nó lại đẩy lên. Cứ như vậy đẩy khi nào hết thì thôi. Đẩy khi nào hết danh sách thì thôi. Và mỗi lần nó nạp một cái cell thôi, mỗi lần nó nạp đúng một phần tử thôi. À, nó nạp tuần từ từ trên xuống dưới. Nạp tuần từ nè, phần tử thứ nhất nó nạp vào get view, nó đẩy lên. Phần tử thứ hai nạp vào get view, đẩy lên. Phần tử thứ ba nạp vào get view, đẩy lên. Hiểu không ạ? Vậy thì cái get view này nó có hai cái nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là nó phải đọc được cái cell này, đọc được cái giao diện này. Vậy các bạn sẽ có một cái layout. À, nó sẽ tạo ra một cái layout tạm, đúng không? Đấy, nó sẽ đọc cái layout tạm. Cái này là một cái one cell. Đó, một cái layout tạm. Được không ạ? Đó. Layout đó, một ô giao diện đó. Giao diện đó là cái anh này nè, cái ô giao diện các bạn nhìn thấy đó. Đó. Nhiệm vụ thứ nhất là nó nạp được anh này, nó đọc anh này. Đúng không ạ? Và nó đọc anh này vào đâu? Nó đọc vào con vật view nha, nó là một view mà. Nó được gọi là một view. Được chưa? Trong này nó gọi là view. Sau đấy nó nạp dữ liệu vào cái anh, nó nạp cái data này vào vào cái ô giao diện này. Và nó đẩy cái ô giao diện này lên trên. Được không? Và cái này là tạm thời. Tạm thời. Đúng không? Nó đẩy lên cái list view. Cái này là hoàn toàn tạm thời. Thì cái ô này ta gọi là cái giao diện này ta sẽ phải nạp vào con vật view. Đó. Ok. Rồi. Bây giờ cách làm nè, có nhiều cách lắm, nhưng mà tôi sẽ làm cách như này để giải thích cho các bạn nhé. Vậy thì tôi sẽ phải có một cái chỗ để tôi gọi. Đầu tiên là tôi phải tạo một cái ô giao diện đã. Bước 1 nè. Để đưa ra cái anh get view nè. Thì bước 1 nè, thì tôi phải tạo một cái giao diện, tạo layout. Layout cell. Được chưa? Thì tạo layout cell thì các bạn cứ vào đây các bạn tạo thôi. Vào đúng cái layout bình thường. Yêu cầu tải layout thì tôi tạo layout. Ok, layout. Đó, tôi sẽ tạo một cái layout resource file. Ok. Đó, cái này cô đặt tên là phân loại. Phân loại. One cell. Đó. Layout đặt các bạn cũng không đặt được chữ hoa nhá. Đặt chữ hoa không dấu cách các thứ. Ok. Đó, chữ thừa hoàn toàn. Rồi. Thì cô làm cái layout đơn giản thôi. Các bạn nhìn nhé. Nhìn nào. Cách làm cái layout này nè. Cô đổi nó thành linear. Đấy, cứ linear cho dễ chuyển nhá. Ok. Rồi. Các bạn để là orientation, cái điều hướng, cái nó sẽ là vertical từ trên xuống.
linear tuyến tính mà từ trên xuống. Rồi layout width chiều ngang thì các bạn để match parent, nhưng chiều cao thì các bạn không để match parent được. Nếu các bạn để match parent thì nó sẽ để full màn hình luôn. Để full màn hình thì nó đẩy các cell khác nó không thấy đâu. Cho nên chỗ này các bạn để cho cô là wrap content. À, nó có bao nhiêu thì nó hiển thị bấy nhiêu thôi. Ở đây cô để hai cái tick view. Ở đây cô để hai cái tick view, một cái là hiển thị cái mã, một cái hiển thị cái tên, tên loại đúng không? Vậy ở đây tôi sẽ để hai cái tick view. Đúng không? À, chiều rộng thì match parent, chiều cái này thì wrap content. Rồi đóng nó lại. Tôi để này viết cho nó rộng rãi. Đương nhiên phải có ID ha. ID tag view mã loại. Ok. Rồi copy thôi. Cái này là tên loại. Các bạn tránh trường hợp đặt bị trùng nhau nha. Các bạn hay lắm, nếu mà trùng ở trong một cái giao diện á thì nó bảo lỗi, nhưng mà trùng ở trong nhiều giao diện á, nhiều cái layout nó không bảo lỗi đâu, nhưng mà khi gọi bị nhầm nó lỗi. Cái này là rất nhiều bạn gặp luôn, gặp cái lỗi này luôn. Tức là ở cái này các bạn cũng có tech view mã loại, ở giao diện khác các bạn cũng có tech view mã loại, thì khi các bạn gọi nó bị trùng, gọi nhầm nó bảo lỗi. Cái này tôi dạy cực kỳ nhiều bạn gặp cái lỗi này, thì tốt nhất là các bạn đặt không trùng ở trong tất cả mọi cái giao diện này nè, đặt không có trùng đó. Ví dụ như là khi nếu mà đến mã sách thì tôi để là mã sách chứ tôi không để mã loại nữa, tên thì tên sách chứ không để tên loại. Các bạn đặt mã đặt tên không á thì sách cũng có mã và sách cũng có tên, cho nên là các bạn đặt nó dễ bị trùng nha. Các bạn lưu ý cái điểm này ha, nó không bảo lỗi đâu, khi chạy nó mới gây lỗi. Ok. Rồi xong. Đó, xem chưa? Đó. Nó chỉ có một cái ô này thôi. Hiển thị dữ liệu nó mới ra. Thì cái mã thì các bạn có thể để cái chữ nó bự xíu, là các bạn để cái text size là để 25 SP. Để cho vui thôi. Text size để bold. Đó, làm thêm tí cho nó vui cho hay thôi. Rồi. Một cell của tôi đơn giản vậy thôi các bạn, đúng theo cái định nghĩa của mình nhé, một cell cực kỳ đơn giản. Rồi ok, xong bước thứ nhất là tạo cell đúng không. Bước thứ hai nào, à tôi mới đẩy cái cell này. Rồi khoan, chưa, các bạn để ý nha, nghe nào, nghe nào, nghe nào, cái này cái mà nhiều bạn cũng thắc mắc nè. Các bạn là khi tôi có một layout thì tôi thường sẽ có một cái giao diện ở một cái class. Đúng không? Để tôi tương tác với cái layout này. Đúng không? Thông thường tôi sẽ có class để tôi tương tác với cái layout này. Đúng không? À, mà hiện tại cái cell chưa có cái nào tương tác cả. Tôi sẽ tự tạo một cái class để tôi tương tác với nó, với cái cell này. Thì tôi tạo một class ở ngoài nè. Class các bạn thấy là cô là để ở ngoài này, các bạn nhìn cho dễ thôi. Class cô tạo nó là view holder. Lý do đặt view holder thì tôi nói sau. Lý do là view holder tại vì sau này các bạn học đến fragment đó. À quên, xin lỗi. Các bạn học đến cái recycle view á, nó hay dùng cái thuật ngữ là view holder. Cho nên tôi dùng view holder luôn, sau này các bạn gọi có sự so sánh nó sẽ dễ. Cái recycle view á, còn bây giờ mình đang là lead view. Thì khi nào học đến layout, môn layout thì các bạn sẽ có recycle view nữa. Tôi tạo class này. Tôi tạo hai cái thuộc tính để tôi chứa hai cái trường dữ liệu, hai cái text view. Dữ liệu của tôi là text view mà. Cái biến trường của tôi là hai cái anh này, hai cái layout này là text view mà. Cho nên tôi sẽ để text view để tôi lưu trữ nó nè. Tôi mô phỏng nó nè. Text view mã và text view tên. Cái biến này đặt thì không không quan trọng. Tôi sợ là sợ trùng cái phần này nè. Chứ còn đến đây thì nó tách riêng rồi, cho nên nó không ngại, không ngại bị trùng lắp nữa. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá, view holder nè. À nghe nè,
Ở trong cái get view này tôi viết sao nè. Tạo bước 2 là tôi tạo cái view holder. Tạo cái view holder. À, class. Đó. Cái này dùng mục đích của nó là dùng để mô phỏng cái là để nó tạo class là tham chiếu layout cell. Thấy chưa? Rồi bước 3 nè. Bước 3 này get view nè. Đây. Cái tôi cần xử lý cái view nạp cái view này nè. Cái view này nè. Tôi nạp lên cái list view. Chính là anh cần vượt view. Cho nên trước tiên để các bạn khỏi tránh lỗi, các bạn return con vượt view cho cô trước đã. Rồi tính sau. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ các bạn tiếp nha. Bây giờ các bạn mới cần là add cái layout vào con vượt view. Ha. Add cái layout vào cái view là con vượt view. Layout on sale á, layout on sale nè. À, vào con vượt view. Tôi phải add cái anh này vào, anh này là một cái layout, một cũng là một cái view. Thực ra nó là một cái view group, như tôi gọi chung là nó là một cái view. Thì tôi add cả cái view này nè. Tôi add vào cái con vượt view. Bây giờ dùng mà muốn add vào con vượt view á thì đây cái này phải có cách để add. Tôi dùng cái layout inflator. Đúng không ạ? Cái này là cái class dùng để các bạn add cái layout vào một cái view. Mà view đấy nó là một cái view con ở trên cái Java. Ví dụ như sau này các bạn dùng này, cái này ở đâu nó là nó sẽ dùng ở dialog. Nếu các bạn đã học dialog, có giảng viên nào dạy dialog thì cái layout inflator nó còn dùng với cái dialog nữa, tại vì dialog là một cái giao diện nhỏ mà. Dialog là một cái giao diện nhỏ. Cũng là một cái giao diện nhỏ. Ví dụ tôi new cái tôi bật ra một cái dialog thì dialog là một cái giao diện nhỏ. Thì tôi dialog này nó cũng có layout, thì tôi muốn add cái layout này vào cái dialog. À, thì cái giao diện này nó không phải là cái layout bự này mà nó là một cái giao diện nhỏ. À, thì tôi muốn add cái dialog này, tôi cũng phải dùng cái layout inflator. À, nó dùng một số nơi nha. Và mục tiêu của nó là dùng để add một cái layout vào một cái view. Vào một cái view. Và cái view này là cái view nó là một cái view độc lập, cái view tách rời ra nằm ở trong cái class, nằm ở trong activity, nói chung là thoải mái, đúng không? Miễn là có context. Tại sao tôi phải truyền vào context là được? Muốn add layout bắt buộc phải có context. Bởi vì context là gì? Context giống như là một cái môi trường để các bạn hiển thị được cái giao diện vậy đó. Hiểu không ạ? Cho nên mỗi cái, nó có activity có context nè. Cái này không có context thì tôi phải truyền context vào. Tôi mới điều khiển được layout thôi. Đó, đó là vì sao phải có một đối số là context nha. Rồi, bây giờ ta add nè. Ta sẽ có layout inflator. Được chưa? À, inflator gắn bằng tôi ép kiểu cái này về activity. Tôi ép kiểu context về activity. Đó. Tại vì activity là một context, nhưng context chưa chắc đã phải là activity. À, hay chưa? Tôi ép kiểu nó về cái activity context, tôi ép kiểu nó về activity. Sau đó tôi mới lấy cái layout inflator chấm get layout inflator. Đấy. Đấy nhá. Nhìn nào. Có những tình huống nào là context các bạn? Activity nó là context nè. Rồi context nó còn có ở trong cái service nó có nè. Trong cái broadcast receiver nè. Vậy thì chắc chắn activity sẽ là context, nhưng context chưa chắc đã phải activity. Mà chỉ có activity hiển thị được giao diện, cho nên tôi phải ép kiểu context này về activity. Sau đó tôi mới lấy được layout inflator. Rồi, xong đấy tôi tạo một cái đối tượng inflator xong, tôi mới nạp dữ liệu vào. À, tôi mới nạp layout vào. Layout nha. Vậy ta sẽ có là convert view layout sẽ gắn bằng inflator chấm inflate nạp dữ liệu nè.
Dữ liệu của tôi sẽ là gì? R.layout. À, cái layout của tôi chứ. Chấm phân loại on cell. Có đúng cái layout của tôi đâu không? Cái này để nún. Ok chưa? Đây, root nè, lên để nún nè. Đấy, có phải là tôi nạp dữ liệu này, tôi nạp vào trong con vật view không? Đó. Ok. Ok, xong chưa? Rồi. Rồi, thì cái bản thân cái con vật view này nè, bây giờ có thể coi nó là cái phân loại này rồi đó các bạn nhá. Tại vì tôi inflate nó rồi, tôi gắn nó vào rồi. Vậy trong cái con vật view này nó bao gồm hai cái view, đó là text view và text view mã loại và text view tên loại. Rồi, bây giờ nè, tôi mới tham chiếu cái anh này vào. Tôi mới tham chiếu anh này vào để tôi xử lý trên anh này chứ. Tại vì anh này hiện tại là nó chỉ mới là view thôi. Tôi muốn tương tác với nó thì tôi phải tương tác ở trên Java. Giống như anh này là tôi tương tác ở trên Java. Còn vẫn là view, cái này thì hoàn toàn vẫn là đang là view nè các bạn. Nó là đơn thuần là giao diện thôi. Tôi đang nạp anh này vào đây thôi, đang là giao diện thôi thì tôi phải muốn tương tác với nó thì tôi phải tương tác thông qua cái Java, tức là tôi phải làm cái động tác này các bạn nè. Phải file nó, file view by ID rồi mới tương tác được với nó nha. Còn view không tôi không tương tác được. View này bình thường cái giao diện này tôi không tương tác được. Tôi phải có một cái câu lệnh là tôi phải tham chiếu nó, hoặc ta gọi là ánh xạ nó. Tham chiếu nó thông qua cái ID thì tôi mới dùng được. Còn không tôi không dùng được. Lưu ý. Rồi. Vậy tôi sẽ tạo một cái đối tượng là view holder, tôi tham chiếu thôi. View holder. Holder gắn bằng new view holder. Đó. Được chưa? Rồi. Holder chấm text view mã gắn bằng convert view chấm file view by id r chấm id chấm text view mã loại. Thấy hay không các bạn? Các bạn thấy nha. Nó hơi rối rắm bởi vì sao? Các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu. Các bạn khó hiểu vì sao? Các bạn khó hiểu bởi vì các bạn ủa thì tại, các bạn sẽ cảm thấy là ủa tại sao cái này nó là một cái này trên code Java mà. À, mặc dù nó là code Java đấy, nhưng mà bản chất anh này nó là view. Nó vẫn là layout. Vẫn là layout. Chẳng qua là tôi nạp cái XML vào layout ở cái tôi tự tạo nè. Tôi vào con vật view thôi, cái anh này là trung gian, con vật view này là trung gian thôi, nó vẫn là view. Vậy tôi muốn tương tác để tôi bước cuối cùng là tôi phải đổ dữ liệu lên từng cái cell, hoặc là tôi tương tác tới từng cái layout này nè, đổ dữ liệu lên nó. Thì tôi phải dùng câu lệnh Java tôi mới đổ được chứ. Dùng get text, set text thì phải dùng cái này chứ, dùng cái này đâu có get text, set text được đâu. Hiểu không các bạn? Bây giờ cái bước cuối cùng là đổ dữ liệu thôi, cái này là đã các bạn đã bước cái này nè, là các bạn nạp dữ liệu vào con vật view. Bước thứ hai là tham chiếu tới cái class view holder. Bước thứ ba, bước tiếp theo này, cái này mới là đổ dữ liệu lên view holder. Đây. Đổ dữ liệu lên view holder thì tôi đã tham chiếu rồi thì bây giờ tôi set text thôi. Holder chấm text view mã chấm set text. Tôi muốn dùng set text thì tôi phải dùng cái tham chiếu này nè, thì tôi mới set text cho nó được. Đúng không? Vậy set text thì gì? Các bạn nhìn nha. Có phải là tôi sẽ lấy từng item của nó theo cái position không? Đấy, item thì tôi có là và loài hả? Loài sách gắn bằng list danh sách data chấm get lấy theo từng cái position đúng không? Đấy chưa? Cái này là tôi lấy từng phần tử theo position. Chưa? Rồi bây giờ ta chỉ có là gì đấy ạ? List loại sách chấm get mã. Rồi holder. Cái này là tên. Get tên. Ok, xong. Viết xong. Được không?
Vậy các bạn để ý ở đây các bạn là bước 3 là các bạn phải làm gì? Bước 3 là các bạn phải làm gì? Đây có phải là các bạn sẽ phải có phải làm là đúng không? Nạp cái layout vào cái con vật view không? Đúng không? Đúng chưa? Xong tiếp tục mới bước 4 thì các bạn mới tham chiếu đúng không? Tham chiếu. Đúng chưa? Theo ID đúng không? Tại vì bây giờ mình sẽ không làm qua cái phân loại on sale nữa mà mình làm qua con vật view này các bạn. Mình làm qua con vật view này. Bây giờ con vật view là layout rồi. Đúng không? Ok. Được chưa? Đó. Và sau đó thì mình đổ dữ liệu lên thôi, set tag, get tag thôi. Và mình trả về con vật view. Từng này là các bạn đủ chạy rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy nè. Còn bên này thì các bạn có cần làm gì nữa không ạ? Hết rồi. Bên này các bạn thấy code nè, nó không có gì nữa nè. Tôi truyền dữ liệu đúng là nó nạp đúng thôi. Bây giờ tôi comment cái này lại nhé. Comment mấy cái này lại đi khỏi mất công. Nó không lỗi đâu. Nó không có lỗi. Cái này nó không có lỗi nhưng mà tôi comment lại đi các bạn khỏi mất công. Ok. Chưa? Vậy code mình bây giờ chỉ có cái gì ạ? Arraylist loại sách nào để tạo dữ liệu nè. Nhắc lại nha. Tôi có một cái loại sách adapter nè. Tôi tự tạo nè. Xong để tôi mới gọi. Tôi truyền hai đối số vào là một con text và hai là dữ liệu nè. Và tôi nạp vào list view nè. Bây giờ các bạn thấy nó chạy có đúng không nhá. Run file. Quên. Dạy cả Java cả Android xong bị nhầm run file nhầm tùm lum. Run. Rồi. Ai có câu hỏi gì không ạ? Các bạn có thắc mắc gì các bạn hỏi luôn nhé. Chạy lại thì nó đương nhiên nó lâu hơn xíu. Nó xử lý tí. Rồi ok, done. Rồi, đúng không các bạn? Văn hóa xã hội nè. Kỹ thuật nè. Công nghệ thông tin nè. Đúng chưa? Đấy, cái này có phải là nó sẽ đúng theo ý của mình không? Cái này là hiển thị theo kiểu năm dọc. Bây giờ tôi cho nó hiển thị năm ngang các bạn coi nè. Thử hiển thị năm ngang nhá. Cái này là horizontal đi. Đấy. Nó vui lắm. Từ từ chạy. Nó đâu mất tiêu rồi. Nó đâu mất tiêu rồi. Tôi cho nó thêm cái text vào đây nhá. Nhìn là biết liền à. Text. Mã. Tag. Tên. Ok. Mã. Ủa, cô để là horizontal mà. Code. Match width. Match parent. Cái này là hay. Wrap content. Cái này cô để làm trong số cái weight 1 đi ha. Là ngang chưa? Trong số nè. 1 1 nè, nó hiển thị hai bên thấy đều chưa? Rồi chạy thử cái này nó khác liền nè. Đấy layout này do các bạn quyết định nhá. Khi này là layout các bạn là từ trên xuống đúng không? Theo chiều đứng vertical, bây giờ các bạn theo chiều ngang nè. Nó vui lắm. Làm cho vui thôi chứ layout này xấu quá. Các bạn muốn làm sao là làm. Đó. Thấy không? Hai cái này bằng nhau thấy không? Đó nó là một cái layout khác. Đó. Ok. À. Đấy, thế thôi, layout nào tùy các bạn ha. Các bạn có thể để hình, để các thứ vô cho đẹp, các thứ để hết. Rồi. Chưa xong, còn một vấn đề nữa. Một vấn đề nữa. Cái adapter này nó chưa tối ưu các bạn nhé. Cái adapter này chưa tối ưu. Cụ thể như thế này các bạn nè. Cái con vật view này nó bị dư. Con vật view này nè. Con vật view này nó là chỉ là cái bộ nhớ tạm thời để nó nạp cái layout này vào thôi. Và khi các bạn tạo như này các bạn để cho cô này. Thì với cái view holder này mỗi lần như vậy á. Con vật view này khi các bạn tạo nó ra. Khi các bạn tạo con vật view này ra nè. Nó chỉ là để các bạn
nó là một cái view thôi, để các bạn nạp cái ô giao diện này vào thôi. Thì các bạn để ý nè, mỗi lần nó sẽ tạo một con vật view, mỗi lần nó tạo một con vật view mới, nó không tạo một cái mà nó tạo nhiều cái con vật view như này, thì nó sẽ thành cái thùng rác. Giống như cái giả sử như bây giờ các bạn, cái này là chỉ có ô để chứa dữ liệu thôi, giống như bây giờ cái giỏ hàng đúng không, giống cái bịch ni lông đi, cái bịch ni lông các bạn đựng hàng đi, à, cái dữ liệu là hàng hóa đi. Các bạn tạo một cái bịch, các bạn có một cái bịch ni lông, các bạn tạo xong dùng xong rồi, thế là bịch ni lông này nó không được tiêu hủy, bịch ni lông nó vẫn để đó, sau lần khác nó tạo một cái bịch ni lông khác. Vậy là 10 dòng thì 10 cái bịch, 10 cái bịch này trên nồi bộ nhớ là nó vẫn còn tồn tại, đúng không? Còn mà các bạn cảm giác nó không được phân hủy đi, nó gọi là đồng rác, và nó làm dữ liệu các bạn, à, cái bộ nhớ các bạn sẽ bị tăng lên, đúng không ạ? Vậy thì cái bịch này các bạn chỉ cần tạo một bịch thôi, hoặc là tạo một cái giỏ thôi, còn mỗi lần đi là các bạn đổ dữ liệu vào thôi, cứ đổ qua thôi, còn cái giỏ này không tạo lại nữa. Chứ không các bạn viết code này là cái giỏ này có 10 dòng thì tạo 10 cái giỏ 20 dòng tạo 20 cái giỏ, đúng không? Vậy nó bị dư thừa, dư thừa thì code này phải viết lại cho tối ưu. Code lại tôi viết lại tối ưu như sau: tôi kiểm tra cái này có null không, nếu null thì tôi mới tạo, còn không null thì tôi không tạo nữa. À, vậy thì tôi sẽ viết một cái dòng code như này: if convert view bằng null. Nếu cái convert view này mà bằng null, nếu mà null thì tôi mới tạo chứ, không null tôi tạo làm gì, đúng không? À, tôi sẽ tạo nó, được chưa? Đấy, nếu convert view này bằng null thì tôi tạo nó, và cái này cũng tôi cũng đưa vào đây luôn, khỏi 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 phải tạo constructor nhiều lần à. Đấy, cái này tôi cũng đưa vào trong này luôn, đúng không? Cái này khỏi cần, tôi tạo một lần thôi đó, kệ nó, được chưa? Từ từ đã, nó sẽ có lỗi nào, kệ nó. Vậy thì nếu như con vật view mà bằng null thì tôi sẽ tạo nó nè, và nếu khác null thì sao? À, khác null thì sao? Bây giờ nhìn nha, nếu nó null tạo và tôi đánh dấu nó, tôi tạo nó xong tôi đánh dấu con vật view, tôi mới set tag, đúng không? Con vật view chấm set tag, đánh dấu nó, và đánh dấu của nó, cái object mà tôi để tag, set tag của nó là tôi để holder, tôi gắn nó một cái nhãn, cái nhãn là tôi nhãn để tôi gắn cho ông holder này nè. Rồi tôi gắn nó cái nhãn cho ông holder này rồi, và nếu như nó có rồi thì tôi sẽ gọi nó ra thôi, holder gắn bằng convert view chấm get tag. À, và tôi ép kiểu nó thành cái view holder là được. Đó, hết lỗi chưa? Cực kỳ dễ nha, cực kỳ dễ hiểu nha, đúng không? Các bạn thấy ok không? Tức là sao? Nếu mà nó nôn, nó chưa có gì, đương nhiên nó vào mới lần đầu tiên thì nó nôn rồi, anh này chưa có gì mà nó sẽ là nôn, đúng không? Thì tôi sẽ khởi tạo nó, tôi sẽ tham chiếu nó, và tôi sẽ gắn nó một cái tag, gắn nó một cái tag cho holder. Nếu mà nó có rồi, có nghĩa là nó đã set tag rồi, thì tôi chỉ cần việc lấy nó ra thôi, con vật view tôi lấy nó ra thôi, ghét ghét tag nè, con vật view tất cả khai báo này không cần khai báo lại nữa nè, tất cả mọi thứ này các bạn không cần khai báo lại nữa, ok? Đó, không mỗi lần cứ khai báo, mỗi lần cứ tham chiếu, cái này nó tốn bộ nhớ cùng khủng khiếp luôn các bạn, được chưa? Tôi ghét tag và đương nhiên tôi ép kiểu nó thành view holder thôi, tôi gán ngược lại cho holder này, được chưa? Ok, đấy, và tôi lấy nó ra bình thường, và các bạn để ý là cái convert view nó tạo một lần duy nhất thôi, convert view này tạo một lần duy nhất thôi, mỗi lần các bạn đổ dữ liệu tiếp nó sẽ lấy anh này ra theo cái tag, à, nó gọi nó ra, giống như cái giỏ hàng đấy, tôi gọi đúng cái giỏ hàng đấy, tôi sử dụng giỏ hàng đấy thôi, tôi không tạo mới một giỏ hàng khác, một cái giỏ khác. Các bạn tưởng tượng đây là một cái giỏ vật lý nhá, nó trên bộ nhớ các bạn luôn á, cái giỏ vật lý, cái rổ các bạn đi đi mua hàng vậy đó, mỗi lần các bạn new một cái rổ mới, à, mỗi lần các bạn mua một rổ mới, giống như mua một cái bịch ni lông mới vậy đó,
Thế thay vì vậy các bạn lấy một cái bịch đấy, các bạn đi đường xong lần sau lấy đúng cái bịch đấy, gọi gọi gói tạm, và cái cốt đương nhiên nó tối ưu hơn, tối ưu hơn rất là nhiều nha các bạn, không phải ít đâu. Chạy lại đấy là tối ưu hóa cốt thôi, còn giao diện tùy các bạn đó. Thì cái này chính là cái adapter, thì nó không phải dễ để hiểu đâu nhá, nó hơi khó hiểu. Các bạn chịu khó các bạn nghe đi nghe lại cái video này, cô nhắc lại nè. Adapter thì có loại adapter đơn giản là ví dụ array adapter có sẵn. Array adapter có sẵn thì các bạn khai báo một mảng dữ liệu và các bạn gọi ra, thì cái này cực kỳ dễ, đơn giản thôi. Đấy, dòng cốt là xong, hai dòng cốt là xong đúng không ạ? Thì với trường hợp mà là một cái object nó gồm nhiều thuộc tính đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải tự tạo một cái adapter riêng, cái cầu nối riêng, ta gọi là custom adapter. Thì cái adapter này các bạn lưu ý nè, tôi sẽ kế thừa cái base adapter. Nhiều bạn viết kế thừa array adapter cũng được, nhưng cô viết kế thừa base adapter cho nó đơn giản và dễ hiểu ha. Ở đây các bạn sẽ tạo, đương nhiên khi kế thừa, tại vì base adapter nó là một cái constructor, xin lỗi, nó là một cái object, object class, thành ra là nó sẽ có những cái method là bắt buộc phải override. Method này không làm gì cả nhưng vẫn phải có nha các bạn, tại vì nó bắt buộc phải override, các bạn không can thiệp nó thôi. Được không? Rồi, ngoài ra các bạn phải tạo thêm một cái constructor, định nghĩa một cái constructor. Constructor nhận hai đối số. Đối số thứ nhất là context và đối số thứ hai là cái dữ liệu. Tại sao tôi nhận? Tại vì tôi cần dùng thì tôi phải truyền vào thôi. Cần dùng ở đâu? Cần dùng ở đây nè. Và dữ liệu thì data thì đương nhiên bắt buộc phải cần dùng rồi. Ha? Cái thứ tự này không quan trọng nhá, đứng trước đứng sau không quan trọng. Chẳng qua là tôi mô phỏng theo cái constructor cũ, anh này để trước, anh này để sau thôi. Nhưng mà đảo vị trí cũng được, không quan trọng tại vì được từ định nghĩa mà. Tôi định nghĩa này cho giống cái cũ, cái gốc để các bạn dùng cho nó dễ. Khi tôi truyền vào thì tôi gán ngược lại cho hai cái biến này. Hai biến này nó sẽ thuộc cái loại sách adapter cho nên tôi có thể sử dụng nó. Đúng không ạ? Đấy. Hàm get count, get item. Và cái quan trọng nhất là cái get view. Cái get view là cái lõi và cái trung tâm. Đúng không ạ? Thì bước 1 là các bạn phải định nghĩa ra một cái layout. Layout này định nghĩa sao là do các bạn. Mục đích mình là định nghĩa cái layout mà, đúng không? Layout này phức tạp hay không phức tạp là do mình định nghĩa sướng quá, đúng không? Đó. Sau cô phải nạp nó vào cái convert view. Các bạn thấy không? Cô nạp vào convert view. Đó. Sau cô phải tham chiếu. Tham chiếu thực chất là như này các bạn nè. Các bạn tạo view holder cũng được, không tạo nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà nó do cái ghép tạc này nè, set tạc này nè. Giờ không lẽ tôi tạc hai cái, tạc kiểu gì? Đúng không? Tôi muốn tối ưu hóa tôi phải tạc chứ. Còn thực chất á, bình thường nếu các bạn không ghép tạc, không set tạc á thì các bạn để bình thường hai cái biến đơn đều được hết. Các bạn để hai cái biến đơn này đều được hết nào. Cái này là để text view. Nó không lỗi đâu. Cái này tê tê mã có phải là text view không? Tôi để trực tiếp này được luôn. Nhưng mà làm như vậy không hề có lời gì cho các bạn cả. Bởi vì là sau này tôi muốn set tạp thì tôi set luôn cả cái object luôn. Chứ không lẽ tôi đi set từng cái một thì tôi gọi ra kiểu gì? Đúng không? Đó là lý do tại sao tôi phải tạo một cái view holder. Đúng không? Tạo đơn được nhá. Nhưng mà không ai làm vậy. Tạo đơn thì nó code nó không được tối ưu hóa. Ha, code nó không được tối ưu hóa. Tạo như các bạn đọc nhiều cái hướng dẫn nó sẽ là tạo đơn đấy, có luôn nhưng mà không tối ưu. Đó là vì sao cô phải tạo một cái object nào chưa. Sau khi các bạn tham chiếu rồi theo file view by id rồi đúng không, dùng cái method này để tham chiếu rồi thì các bạn có thể tương tác với nó, tức là tôi cần gán dữ liệu, đổ dữ liệu lên cái view. Mỗi cái nhỏ này là một view nhé các bạn, view nhỏ này, cái view nè. Thấy chưa? Đấy, một view, hai view, ba view nè, những cái view nhỏ nè. Thì cái hàm get view này để nạp dữ liệu.
và nó hơi 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 rối một tí, nó nhiều bước một tí. Đầu tiên là phải add vào con vượt view, phải thông qua, nó là một cái cầu nối mà, nó phải có cái cầu đúng không, phải có cái cầu, ok chưa? Đó, cầu nối. Thứ hai nữa là đổ dữ liệu vào này, ok. Đó, tôi tạo cái cầu nối xong rồi, tôi tham chiếu nó rồi, bây giờ tôi đổ dữ liệu nó lên thôi, đúng không ạ? Đó, cái này là cái cách để phương thức để tôi đổ dữ liệu lên cái con vật view thôi, chứ không gì á. Con vật view chính là cái view cầu nối đó các bạn. Và đây là cách viết tối ưu. Nếu con vật view null thì tôi tạo mới, không null thì tôi lấy tạp của nó ra thôi. Tôi tạo mới và tôi set tạp, còn nếu mà null khác null, nghĩa có rồi tôi lấy ra tôi dùng, hiểu vậy đi. Lấy ra tôi dùng, dùng cái phương thức ghép tạp để lấy nó ra. Ok chưa? Rồi, tạm dừng cái chỗ này ở đây nhá. Và chạy ra thì kết quả các bạn thấy đó, đúng không? À, nhìn vậy chứ nó không khó lắm nhé, nó chỉ khó nhất là cái anh adapter này thôi. À, tạm thời.